không cái như cái việc. Thẳng nào, nào, anh em. Nào, việc gì là phải ra việc đấy chứ làm sao mà em cứ đống đánh đồng độ một chuyện được. Ôi. Nhưng mà nó phải như thế nào? Anh lại thái độ như thế à? Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Anh không quan tâm. Ôi, vậy nha. Anh chỉ mời mình em chứ anh không mời người khác. Okay, người chỉ có về rồi đấy. Anh không biết. À, phải chưa nha. Bây giờ anh không trả được một mình em trả. Em bảo bạn em ấy. Alo anh à? Đây đây đây. Về nhá. Em ra đây. Chứ anh đâu có liên quan đến bạn em đâu. Đấy, em phải gọi bạn em lại. Bây giờ chúng nó về hết rồi đấy, có mỗi anh nó phải chuyện của anh. Bây giờ anh có trả không? Vài em ăn như này anh làm gì có tiền? Ai hốt mà. Bây giờ anh không trả em, để em phải trả. Nhưng em bảo đến mời em đi ăn cũng phải để em phải trả tiền à? Anh không bắt là bắt em trả. Nhưng vấn đề là anh cứ không đủ tiền. Và bạn bè em của em, anh không liên quan đến bạn bè của em. Anh cũng chưa ăn một tí nào. Còn em phải gọi cho bạn bè của em ấy để bảo nó đến mà trả ấy. Chứ không phải là một mình lúc nào anh cũng để anh yêu em, nhưng anh không phải yêu bạn em được. Thế bây giờ anh không được bạn bè em hay là anh yêu trong thầm lặng à? Yêu dấu kín à? Yêu chứ không phải nhất thiết phải mời tất cả bạn bè em đi ăn đâu, bắt mình anh trả tiền đâu. Đây chỉ là mấy đứa bạn thân của em thôi mà anh không mời được. Thế vài trăm đứa thì làm thế nào? Vãi cả lồn. Anh không biết. Còn đây là tiền của anh. Đấy em lấy trả em gọi bạn này là em đến ấy. Còn chứ anh không, anh đủ tiền. Anh làm cả đêm hôm qua được 200.000 để mời em đi ăn thôi. Chứ em không phải em, anh đi làm để kiếm tiền để mời bạn em đi ăn cả. Còn đấy là việc của em phải gọi cho bạn em ấy. Quá đáng ấy. Quá cái gì? Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể